Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món rất chi là ngon. Đó chính là món thịt viên. Thì nguyên liệu gồm có thịt lạc, chúng ta băm nhỏ ra, và các gia vị như là mắm, bột ngọt, bột canh, sả, ớt, tỏi và cho thêm một ít hành, gậy một ít mùi tàu. Thì chúng ta sẽ băm hết ra và ướp để trong vòng 30 phút. Thì hiện tại mình đã có một bát thịt ướp sẵn rồi, tại vì thời gian ướp lâu nên mình đã ướp trước cho các bạn. Trời thì đang rất là mưa to nên mình sẽ bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị thêm một vài nguyên liệu nữa thì mình sẽ nấu cho các bạn.
còn mình sẽ giờ mình sẽ tiến hành lặn thịt để cho vào siêu thơm ngon luôn. Thank you.
rất là ngon ạ. Cho mọi người nhìn nha.
Và chúng mình sẽ lên nhà. Mình đã hoàn thành xong cái món món ăn đấy. Bố đặt cơm rồi à?
tay nhé. Từ từ vừa tay thôi 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 nào. Từ từ vừa tay tay. Cô là cô. Bố con chả biết nấu kiểu gì, con chưa vào luộc. Bầu. Tối mẹ xào hay gì thì xào. Các bạn thấy làm món đấy đơn giản không? Thì hôm nay mình làm món đấy là để cho hai chị em ăn. Còn bố mẹ mình không ăn món đấy. Bố mẹ mình ăn thịt rang. Vậy mình nên mình chỉ nấu một ít để ăn cho nó tươi mới. Nếu mà mai mà muốn ăn tiếp hay là thì là mình lại xếp đồ mình làm. Tại vì làm cái này thì dễ, nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian. Nên mình dễ dàng làm.
Con
còn em thì tan trong anh. Mời các bạn thưởng thức với nhà mình. Nó quay ở đây đúng không? Có bốn đầu ạ. Đừng chạm vào. Bố ạ. Thì là ăn bì à, ăn mỡ là giòn thôi đấy. Bố thử ăn làm ngon lắm. Công nhận là giòn. Ăn ở ngoài chứ. Hả? Ăn giòn giòn thế. Dài. Nước canh thì ngon nhưng mà con này không thích ăn bò. Thì thích ăn nước canh. Nó miếng thịt thì ngon. Nó giòn nhá. Ăn đi nước chè con đố này đi. Một miếng thịt nó chỉ là hai miếng cái này thôi. Cứ ăn đi. Để. Chị gọi bạn để làm tốt đó. Cứ ăn đi còn gì để tối. Ừ, bố gặp còn lại. Nghe những cái nhắc này. Đó, nhớ cho. Nó bảo từng này nó dám hai bát cơm này hết. Ba quần nữa bác, anh hết.
thơm nhất ở cháo cái gì này được. Thank you.
Châu. Mẹ ở mưa nó chưa phải chưa rồi chứ là đổ lên mấy tháng thế rồi thường phải chưa các bạn cũng đâu là quả luôn à, nhưng mà cà chua mới lên thì được đấy thì là nó ra nhiều và lên thì nó cái gì đấy, có gì cho mày học.
Ở nhà ấy mình chạy chạy đâu, không ai gọi được mày đâu. Đi đâu mà nhà người ta lủi lủi lủi. Đây.